Rồi chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay Út Thu định làm món gà gì các bạn ơi. Út Thu ơi, đi công chuyện xíu rồi, mình thì cũng mới về nhà. Nghe Út Thu nói là định làm món gà gì thôi. Thấy mẹ mình cũng đang làm con gà, mới bắt gà vô làm. Nhà mình thì đa số là nuôi gà tre lai không à. Mẹ mình ba đang làm gà chứ. Dạo này thời tiết cũng gần Tết mà, nên nó dạng nó hơi lạnh lạnh, mát mẻ. Nhìn cái không khí này thấy có vẻ gần Tết đến ha. Mà năm nay không biết Tết mắm sao đây các bạn ơi. Thấy không có ai trồng bông, lặt mai hay cái dấu hiệu gì gọi là Tết nhất chứ. Do tình hình dịch giặc nè. Đâm 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 đâm. Đốm gà tới đây. Làng đốm gan đốm vô lực. Đi vô. Đốm. Quậy quá bạn ơi. Đốm nè. Cừng lắm. Đâm 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 đâm. Bữa nay dám ra đường không mày? Bị đòn à. Chỗ mình nó giang hồ dữ lắm. Rồi. Chuyền đốm vô nè, lực. Chào cả nhà các cô ơi. Không ông bà cô chú bạc bạc ơi. Chú ơi. Chào cái nhà. Đi vô nhà nè, không ra đường. Nước giờ cũng đang chảy cạn. Rồi mọi năm là vào những tháng này nè, là mình đem lưới ra xong mình giăng đã lắm bạn. Nào là cá đỏ mang, rồi nào là cá linh sổ. Trời ơi, thấy mê luôn đó. Nhưng bây giờ thua rồi, khoảng 5 năm trở lại đây là kiếm con cá linh ở trước sông mình là không còn luôn. Chuyện qua mẹ mình mới ra xây giường mới cắt mấy cái lục bình vô và ăn phơi, thấy đẹp không? Như quê kiếm tiền chợ búa rồi được, ngon lành. Quá trời luôn rồi. Cái lục bình đây thì nó không tốt mà như sông Tiền ha, sông Tiền ngoài thì mấy cái gao lục bình rồi cộng tốt, nó dài lắm. Mẹ mình thì rảnh rảnh thì bà đánh dây, đánh thảm á. Thảm cũng cũng được mười mấy ngàn. Ngày đánh được mấy cái, lúc nào rảnh thì đánh á. Còn thường là ra sau vườn làm ổi rồi không. Tối ngày quậy con chó. Đâm 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 cưng lắm mà. Đâm 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 đâm. Tên nó tèn. Tên nó tèn. Chào cả nhà. Hôm nay cô Út định làm món gà gì cô Út? Gỏi gà bông xua đũa. Gỏi gà bông xua đũa. Nghe. Em bắt lên em luộc gà trước. Nghe có vẻ hấp dẫn bạn. Ghê thiệt, ghê thiệt. Em lật mấy cái bông xua đũa, ngâm nước á. Mình ngâm một hồi á, cái mấy con sâu á, thường bông xua đũa nó sâu nhiều lắm. Ngâm hồi sâu nó nổi lên nè. Bông xua đũa này mấy bạn nấu canh ăn cũng rất là ngon, canh chua. Chắc gì cũng có số bạn không biết bông xua đũa. Mấy bạn nào dưới quê thì chắc gành rồi. Có cái bông đỏ nữa, hai đỏ đậm á. Đây là bông xua đũa nè các bạn. Nhưng mà thường nó bán bông trắng hơn, bông đỏ ít á. Bông đũa này mình làm phải lấy cái nhị bên trong, chúng hồi nó đắng lắm. Rồi bông xua đũa này các bạn nấu canh chua thôi, nhức gan luôn đó. Đây là con gà thái dương nè, bao ngon luôn á. Thịt săn chắc, nó tôm. Ủa này có Út bài binh bố chặn dữ ta. Đâu có hai anh em mình đó. Nguyên một thao xua đũa nữa nè. Lật chưa xong nữa, tại vì một hồi em trụng sơ nó, cái là nó xèo lại á. Nên là còn lật nữa. Cái này là đậu phộng. Một củ cà rốt cho nó có màu. Cái này để tiêm là nước mắm, tỏi, ớt, chi chanh. Xong. Gì là xong đó hả? Đơn giản. Còn keo găng một tí em ra ngoài kia em hái. Giờ bắt lên luộc gà trước, tại vì luộc gà nó lâu. Bắt lên luộc gà trước rồi tính gì tính. Nhanh như chó táp mà lẹ như đèn chớp không? Nhanh thiệt, nhanh thiệt. Gì? Cái này là em ngâm nước. Em nặng chanh với đường trong đây nè. Lại xuống nữa. Dép đâu xong mang vô. Xuống là tiếng chó. Hả? Xuống là tiếng chó nè. Chào cả nhà đi. Quay mặt lại chú Dép kìa. Quậy miết. Sáng chào rồi.
Hồi nãy chào rồi ông ơi. Đốm vô kìa. Đốm 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 tối ngày. Lúc trước đã xuống đây tối ngày thêm giờ thêm con đốm nữa. Nó quần riết mà con đốm phải sợ nó luôn á, nhiều khi nó giật cái con đốm nó sợ đó. Sợ ăn lực á. Còn bông xua đũa này ngồi định em sẽ trụng trụng nước sôi hả? Em luộc gà xong á, cái hồi lấy nước đó lại á, cái tí mình nấu canh mốt á, rồi xong rồi cái này em sẽ bắt nước lên em trụng rồi em ngâm đá trụng sơ thôi nha, đây không có trụng chín, rồi trộn nó lên này cho chút nó xèo á, này đường với chanh trong này nè, rau này nó xèo dữ lắm. Chà, bông xùa đũa này thấy quá trời của Út, ăn hết không? Hay là để dành đó để hôm nào nấu canh chua ăn cơm? Hồi em trụng dữ rồi, nó nhiều. Chứ sao bông xùa đũa này nè, nó mau xèo đó, em sợ nó xèo quá. Cái nó không còn gì hết trơn á. Cho nên em mới mua nhiều dữ thì nè. Mua hết rồi, nhiêu đó, nhiêu tiền? Đó, đang suy nghĩ nha. Nhớ lại ký ức coi. Hồi sáng có dắt cục đá quên không nha. Chuyện đời nói không? Chứ ai thiếu tiền thì bảo đảm bạn giờ tới gì gọi là 30 năm cũng không bao giờ quên. Lật dẫn con đốm vô lật. Dẫn ngấm chạy đâu ra vườn. Tối ngày. Mẹ Dung ơi. Ba mẹ mình thì cũng đang bằng cỏ sau vườn. Chết rồi, xách vô ra kìa. Dẫn cho đốm vô. Bây giờ là chín rồi đó các bạn. Chín rồi. Bây giờ cô Út mình nhà dớt ga. Dớt ga. Tăng volume lên cô Út ơi, khổ cô Út quá. Dớt ga ga. Chín rồi. Bởi vì có sao bạn nói tại sao không nghe cô Út nói gì hết. Thì tôi Út nói quá nhỏ, telephone thì không chịu đều. Chín rồi, chút lấy nước này để hồi mình nấu canh luôn. Bao ngọt luôn à. Ngọt luôn á. Rồi em bắt nước lên để ăn tí. Tí mình trụng bông xua đũa nhắc qua một bên thôi, nãy giờ này chưa vô nữa, giờ cũng chưa lắm rồi, 11 giờ mấy rồi. Đây là nước sốt chứ. Cái món này thấy cũng tốn nhiều công phu quá ta, bởi vì muốn ăn phải lăn vào bếp là đúng thiệt mà. Thấy cũng đơn giản, đơn giản gì nước đâu, trụng lên trụng xuống thì trụng nó mới tươi chứ. Thì đó, cái nồi bắt con gà đó tính ra cũng tiếng mấy, ít về cái tiếng hồ đó. Em đi hái vô găm anh ơi. Vậy à. Cái gà người ta chín rồi nè, thấy chưa? Mềm luôn. Nước mắm. Giờ là nước sốt để mình trộn gỏi á. Cái món này mình thấy cũng hơi là lạ thiệt nha bạn. Thiệt, nào giờ mình cũng chưa có ăn món này lần nào luôn. Em sẽ làm cho anh. Cô Út mình nghiên cứu gì đâu ra nhiều món độc lạ quá. Độc và lạ. Nước mắm, đường, nước chanh thôi. Em sẽ làm cho anh ăn thử rồi bữa nay ngon hay không nha. Này tắt. Hai trái. Cũng gần Tết rồi. Nhớ mỗi năm là cũng có làm mứt tắt á. Biết năm nay chắc nghe khỏi làm quá. Tắt còn trái đâu là. Lúc trước là đi mua mà lên tới xe đét. Mua tắt á. Nhớ thì em anh đi nha. Đúng rồi. Lúc đó anh em mình cũng có quay clip chợ Tết ở trên xe đét rồi. Mà năm nay chắc như cái vụ mà dịch giặt này chắc cũng hạn chế đi quay mấy cái clip chợ búa này nọ. Giờ ở đây tùm lum tùm la hết rồi. Chứ gà nó bay tùm lum. Dịch nó bay tùm lum chứ. Đi tới đâu cái người ta nói, người ta nói hơi vui vui cái. Ô, xin chào, đi bắt dịch hả? Chờ nước sôi để em trụng nha. Ồ ồ. Đâm 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 đâm. Cưng không? Giờ mình ra kêu ba với mẹ mình vô ăn cơm là vừa rồi. Rồi mình gỏi á, mình trụng xong rồi cái mình trộn nữa là ăn cơm được rồi đó. Chú Liễm lại mía chú Liễm. Ủa mấy bên kia nó ra bông hết trơn rồi kìa. Chú Liễm. Hả?
Mà ép có nước không chú Liễu? Ép có nước không? Mấy cái cây có bông á nghe. Mía này trồng cũng cực lắm á nhà. Đâu là mình phải lãi hoài luôn. Nhiêu chục 60 ngàn một chục hả? Một chục của nó là mười mấy cây hay 10 cây? Mía nó tính khác nha. Dừa có chỗ nó cũng tính khác luôn. Nó không tính giống như mình một chục là 10 trái đâu. Nó tính mười mấy trái á. Đó. Trà đồ. Đó. Lãi cái này cái mắt nó mới cao phải không? Trống nó mới vô đường hả? Thôi cực quá. Ủa Khôi đâu sao nó không ra lãi vô lẻ? Ủa đi làm vậy hả? Đi mấy bữa rồi hả? Sao con không? Dạ, đâu có biết hàng chi không gà, không có nghe tiếng nó. Ủa này lãi dài ra tới sao? Mía này là mía mới trồng tấn lên nè. Lúc trước của chú Liễm nó, cái đợt dịch đó là nó ra bông cỡ bên đó đó. Cái này là mới tấn lên nè. Trời có ổi đó chú Liễm. Ngàn gỡ. Ủa, tét bọc cả nhà. Trời, nhưng mà năng suất đâu bằng chú Liễm đâu. Năng suất nó đâu có bằng đâu. Ồ, trái này chín rồi nè, nó vàng rồi nè. Tét bọc luôn. Cái bọc ngoài á, nó bự quá là nó tét. Nhưng mà lái nó mua á, trái cũng vừa vừa thôi nha. Mà bự quá là nó cũng chê luôn, nó không mua nha. Nó dạt ra. Kêu ba với mẹ mình vô mới được. Ở bên kia con rể của bác Tư à. Anh hai á, bữa nay lên đốn nhãn giùm bác Tư nè. Để bác Tư trồng mít á. Bữa hổm ba cái nhãn bác Tư hái rồi, bác Tư nói đốn hết để bác Tư trồng mít lại á. Anh cưa tè tè bỏ anh. Cưa trống hết trơn luôn à. Đây là ba với mẹ mình mới trồng ổi lại nè. Trồng sen vô hoài vậy đó. Nhánh vậy là mười mấy ngàn nè cả nhà. Nhánh ổi vậy nè. Lúc trước ba mình cũng chiết nữa. Nhưng mà nó trồng cái xong rồi cái thời gian, cái tuổi thọ nó không bằng á. Cho nên mình mua giống như cái chỗ khác mình về mình trồng á. Cái thời gian của nó trồng nó kéo dài hơn. Bác Tư ngồi kìa. Bác Tư với anh hai. Ba mình đây nè. Ba cho ăn cơm. Thấy gì chứ kêu không nghe cả nhà. Đứng bên. Ba. Không nghe nữa. Biết mẹ đi đâu. Đây là hai chồng sách. Sách cả nước nè. Mời cả nhà nha, nước trắng. Ra tới đây khát nước luôn. Ba không nghe. Cái máy phát cỏ cầm vậy chứ lớn không nhà, kế bên không có nghe. Ba để mình qua đây luôn. Ông tập trung quá không nghe luôn. Vô ăn cơm. Bà mình phát kỹ lắm nha. Phát là sát. Sát cái gốc rồi mẹ mình mòn có một chút à. Vậy đó. Với lại vậy phát vậy nè cho nó lâu. Chứ phát cao cao á cỏ nó mọc nhanh vậy đó. Vô ăn cơm ba. Mẹ đâu? Mẹ đâu? Chặt cao mát nữa hả? Vô ăn cơm. Mẹ đâu ta? Ba, mẹ chặt cao mát hả? Vô ăn cơm, con kêu.
Hồi ba một bình, bao một bình. Có bông rồi. Giờ lục bình có bông nhé. Cái này chấm với lẩu mắm à. Hết sảy luôn. Mẹ bạn giờ đi chặt cho mát nữa rồi. Má vô cơm ơi. Mẹ mình đi phải đẩy cái xe gù ra tới ngoài đây luôn. Cái này là cuối clip của nhà mình rồi nè. Hết vườn luôn rồi đó. Trời ơi, chặt tốt bên kia luôn kìa. Mẹ ơi, vô ăn cơm. Đâu? Lót tót đi rồi. Rồi vô vô vô. Hai sợ hả? Bây giờ trụng sơ nó thôi nha. Để vô mình trụng sơ sơ cái mình vớt ra liền. Cái bên đó là cái thau nước đá. Mà đậu đũa này nếu mình để chín quá ăn nó cũng đắng, nó bị đắng nguyên nhầy. Mình nấu canh chua cũng vậy bạn, cũng sơ vô đầu lấy ra mình ăn à. Nhớ hồi nhỏ mấy anh em mình cũng vậy, thường đi hái mấy cái bông su đũa nè, mà hái tú đằng kia á. Mấy cây su đũa này mấy bạn không biết mà. Ở dưới quê gành là biết cây su đũa nó nguy hiểm lắm mà, nó nhánh nhỏ xíu à. Mà nó cao. Mà nó su đũa mà nha. Khó leo lắm. Nó su đũa à, đâu nhộng. Ít thôi vừa đủ ăn thôi. Con gà này ngon nhất là cái đùi á. Thịt nó săn chắc. Nó tập cử ra tạ thể hình thể dục quá mà. Gà chạy bộ mà thứ gì chịu cho nổi bạn. Giờ mấy con gà bạn thấy không mà nuôi nó bán không nhiêu tiền chứ. Được là mấy con gà thả vườn là mắc lắm. Lại mình nuôi gà thả vườn rồi mình cho nó ăn lúa đồ bạn, bởi vì thịt nó chắc. Còn mấy con gà mình nuôi á thì thường cho nó ăn thức ăn thịt nó cũng bở. Nó ăn lúa với ổi quá nó béo. Nhưng mà mình thiệt mình ăn gà này rồi, bây giờ mình đi chợ mình mua gà ăn dở. Cái gà đó cái ta, người ta bán hay gà bánh tre gì á, là ta người ta nuôi á. Gà bánh tre là dạng cũng có một số người họ nuôi theo kiểu mà dạng công nghiệp, cũng không phải công nghiệp mà. Tức là họ xây một cái trại lớn nè, rồi họ chia phân nửa nè. Không có chia mà họ ngăn sơ á, rồi trong kia họ cũng cho tối cho nó nhảy lên mấy cây rồi họ ngủ á. Mà đa số là họ cho lúa, mà lúa thì ít thôi, thức ăn thì nhiều. Mấy con thịt con gà cũng hơi bở. Còn nhà mình thì đa số là nào giờ không có cho ăn thức ăn, chỉ có ăn lúa với ổi à. Lúa, ổi. Mấy cái ổi hư mình dẹt ra đó, nó, không có bán được đó, mình cho nó ăn. Nó mổ biết mà đi vô chuồng rồi đó. Nó mổ biết đó, cho nó vô chuồng lại luôn. Giờ bắt đầu mình gọi là trộn. Gà. Rồi xong rồi cái này là cà rốt. Cà rốt ăn ngâm. Bao giòn luôn. Để cho nó có màu chứ cái kia trắng. Cho nó có màu xíu. Thấy cô Út mình trộn gỏi lúc nào cũng có phải có cà rốt mà. Thứ nhất là ăn nó tốt. Ý là em trụng nhanh vậy mà nó còn ấy nè. Đũa này nó mau gục lắm. Ừ em trụng nhanh rồi đó.
nhìn hấp dẫn nha. Hấp dẫn chưa? Con này để tí cắt lên đi. Nước sốt lên, nước sốt lên. Gỏi này ngon hay không cũng nhờ nước sốt đó. Mà em thiếu hành phi rồi. Em nhớ nhà còn bữa không kiếm quá trời luôn. Thiệt á. Trộn lên. Chuẩn bị ăn thôi, ăn thôi. Chưa quá rồi, chưa quá rồi. Gỏi gà, miếng canh là xong. Hai cái đồ nè. Ba, ba mình cũng đang hâm đồ chuẩn bị cơm bạn ơi, tranh thủ. Chưa quá rồi. Chưa quá rồi. Cơm em lên. Nhìn cái đồ gà đúng nhức gan thiệt chứ. Gạo găm để riết mà nó héo luôn á. Thiệt á. Ở đây nắng á. Em hay ơi. Mới nhai gọp gọp thấy ớn lạnh chưa? Giòn mà nghe rọp rọp luôn. Cái bông xù đũa nó rất là giòn luôn. Hết sỉ con mà bảy. Nó rất là ngon luôn á. Bao ngon. Nó giòn á. Dạo này thời tiết mát mẻ. Nhưng mà cái này nó không có nhẵn, nó không có nhẵn bằng bông điên điển đâu cả nhà, người ta bữa hẩm á. Mình tưởng đâu mình sợ nó nhẵn á. Bởi vì ăn cơm nó cũng ngon mà. Thời tiết mát mẻ vậy nè. Thường mấy bạn để ý đi, thời tiết mát mẻ vậy, ăn cơm lúc nào cũng ngon hơn là trời lúc mà trời nắng nóng. Nóng nực ăn cơm thấy chứ không ngon bằng. Ủa cái đầu gà đâu rồi ta? Wow, nhìn cái dĩa gỏi hấp dẫn quá bạn ơi. Chất lượng hả? Quá chất lượng luôn. Tại nhà có hai con tôm hà. Thôi làm luôn. Chà, cái món này mà thôi cái dĩa này thôi mình đem ra mà tiệm không biết nhiêu tiền mà nói gì. Tôm ôm gà. Tôm gà. Tôm ôm con gà. Thứ gì chịu nổi. Món này là bể nồi cơm rồi. Còn mấy bạn nào mà muốn hùng bia hùng rượu gì đó thôi tán cái món này vô cái là hết biết đường về nhà luôn á. Món này phải nhầm nhì dưới đế mới đúng bài nha bạn. Chứ bia không đúng hùng. Cái dĩa thấy chất lượng ngay chưa? Quá chất lượng. Thêm bài ghê chưa? Đồ găm đồ vô. Tại sẵn có hai con tôm chứ mình không quấy. Làm luôn. Đạt phẩm. Chưa chờ em thấy ngon rồi đó. Lụm đâu ra mấy cái bông lục bình nè. Chưa đời nổi không? Cố mình cái diện phải đẹp. Mới kêu cái bông nè đẹp nè. Cái mình em hái. Bông đẹp chứ bộ. Anh cứ cười. Thời kỳ cũng nhức đầu với Út lắm nhưng mà giỡn đâu. Đẹp mà. Anh sao á. Không biết thưởng thức bông với hoa gì hết. Đây là thành quả xong rồi nè các bạn. Trời ơi. Nó rất là giòn luôn ha. Nhìn cái món này không, mình không chưa thử không biết có ngon hay không. Mình không biết nha chứ trước mắt mình thấy cũng bắt mắt dữ lắm á. Chưa đời nổi không. Rùi nó bay. À giờ dọn lên ăn thôi. Món này chắc bể nồi cơm quá bạn ơi. Thứ gì chịu cho nổi. Ăn cơm thôi. Ủa nó bay tầm lum.
miếng gà và miếng một xôi đũa. Mời cả nhà nha. Đồ đũa này nó giòn khúm nha, rột rột. Gặp thêm cái út mình gì ngâm với nước đá nữa mà. Con xôi đũa rất là giòn luôn á. Thịt gà nó ngọt nữa. Ngon thầy rồi. Được á. Món nó được mà. Mời cả nhà ăn cơm cùng gia đình mình nha. Được ăn lùi gà mà thấy được chị có lùi gà nè. Xong rồi tự cưa hết luôn à? Tôi gửi mình tới 200 cây anh. Hỏi thẳng nó mới chở luôn về sao chứ chưa á? Chở về đây nữa chứ chở. Ăn đùi gà em nè. Để em không ăn hết giờ. Nó không đen thì giống như nó nữa. Em đi, muốn con ăn hết rồi gà kìa. Gà không cho được gà kìa. Gà quá. Gà không lấy được gà. Ăn được gà không? Thôi mình cũng xin kết thúc clip đây bạn ơi. Chúc các bạn xem clip vui vẻ nha.
Ăn đùi gà mới chịu à, gà thích ăn đùi gà không à, vô đời nói ít nhiều chuyện không. À, dạ bạn ha.